ngày hôm nay. Xin mời Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn của Bình Định sẽ trình bày về ca bệnh nhân nam 44 tuổi với chẩn đoán sơ bộ là viêm tấy quanh tụy và thận trái, nang giả tụy, rối loạn điện giải. Và xin mời Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn Bình Định bắt đầu cái phần trình bày của mình. Dạ, kính thưa thầy chủ trì, kính thưa quý đồng nghiệp, thì hôm nay xin báo ca lâm sàng nhất bệnh nhân nam 44 tuổi, địa chỉ ở Hoài Nhơn, Bình Định, vào viện ngày 19 tháng 8 năm 2021. Lý do viện là đau thượng vị, tiền sử bản thân thì uống nhiều rượu bia 80 gram trên ngày trong 20 năm. Lần đầu nhập viện thì chẩn đoán là chó nhiễm trùng, viêm tụy, hoại tử viêm gan, suy thận, rối loạn điện giải, tăng đường máu và lý máu, xỏ túi mật. Lần thứ hai nhập viện thì với chẩn đoán là viêm tấy quanh tụy và thận trái, nang giả tụy, rối loạn điện giải. Bệnh sử ngày lần nhập viện hôm nay thì bệnh khởi phát 7 ngày với đau thượng vị, buồn nôn, ăn uống kém, lên nhập viện. Về thăm khám lúc vào viện thì dấu hiệu sống tạm ổn. Bệnh nhân thể trạng trung bình, có đau tức thượng vị, buồn nôn và không nôn, bụng mềm, ấn đau thượng vị, mất phi âm tính. Về thăm khám hiện tại tại khoa nội tổng hợp thì bệnh nhân tỉnh táo, không vừa không xuất dưới da, không sợ thấy u cục, ấn đau tức thượng vị nhiều, dấu hiệu sống ổn. Về các kết quả cận lâm sàng thì kết quả công thức máu bệnh nhân trong giới hạn bình thường, không có nhiễm trùng, không có thiếu máu, chức năng đông chảy máu bình thường. Về xét nghiệm sinh hóa máu thì có amila, ngày đầu tiên vào viện thì 145, sau đó tăng thêm 248 và những ngày sau trở về 94. Điện giải thì có hạ natri kali X, sau đó có bù thì đã lên lại bình thường, trong giá trị bình thường, không suy thận, đường máu thì tăng nhẹ, sau đó trở về bình thường. Các chức năng thận và nhiễm trùng thì bình thường. Về hình ảnh học thì siêu âm ngày 19 tháng 8, 19 tháng 8 có cái khối và CT ngày 23 tháng 8, chụp ra thì chẩn đoán viêm tụy và thâm nhiễm mô mỡ quanh tụy, chẩn đoán là viêm tụy cấp, viêm dạ dày và rối loạn điện giải. Về điều trị thì dùng dịch truyền cefotaxim, omeprazole, prophylaxis, mucobal và bù kali thì bệnh nhân giảm sốt, ăn uống được và cải thiện bụng mềm. Về bệnh nhân này thì đã nhập viện lần hai lần, đây lần thứ ba, còn đây là lần đầu tiên nhập viện vào ngày 15 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Thì lý do viện là bụng, bệnh nhân khởi phát với đau bụng hoặc từng cơn trên nền đau âm ỉ vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm theo buồn nôn, không nôn, đau tăng dần lên vào viện. Thì vào cấp cứu chẩn đoán một cái viêm túi mật trên bệnh nhân viêm dạ dày, chuyển khoa ngoại tổng hợp điều trị thì ghi nhận lúc vào viện thì bệnh nhân dấu hiệu sống tạm ổn, da trên mặt mắt vàng, đau tức thượng vị, hạ sườn phải, mất phi dương tính và chưa rõ, phẫn thành bụng chưa rõ. Siêu âm ngày 15 tháng 6 thì chẩn đoán là sỏi buồng túi mật gan nhiễm mỡ, sau đó ngày 22 tháng 6 có siêu âm là viêm tụy cấp, dịch ổ bụng lượng vừa. Trên ảnh CT bụng ngày 16 tháng 6 chụp thì viêm tụy cấp, tụy lớn, có thâm nhiễm mỡ. Còn ngày 23 tháng 6 thì viêm tụy, chẩn đoán là viêm tụy có thâm nhiễm mô mỡ, dịch tụy xẹp phổi hai bên, rồi thâm nhiễm mô mỡ sau tụy và thận trái. Hình ảnh CT ngày 15 tháng 6 thì tụy lớn và thâm nhiễm mỡ xung quanh. Ngày 23 tháng 6 thì có dịch quanh thận trái sau tụy. CT bụng thì kết luận là viêm tụy hoại tử vùng đuôi tụy, nang giả tụy, theo dõi áp xe vùng đuôi tụy. Có khối kích thước là 20 x 8 x 5 cm. Là khối tụ dịch ngày 28 tháng 6 lan xa từ tụy, lan xa sau tới trước quanh thận trái và tới thắt lưng chậu. Như trên hình vẽ, hình ảnh. Xin tiếp. Chẩn đoán lần đầu tiên nhập viện là chó nhiễm trùng do viêm tụy cấp hoại tử, suy thận cấp ổn, rối loạn điện giải, sỏi túi mật, tăng đường máu, tăng lipid máu và nhân viêm gan. Bệnh sử lần thứ hai nhập viện thì bệnh nhân này khởi phát 2 ngày với đau tức vùng hạ sườn trái, lan xuống vùng hông trái, không sốt, không nôn ói, ăn uống kém, tiểu vàng trong, không tiểu buốt, điều trị ngoại trú không thuyên giảm nên vào viện. Thì khám bệnh nhân ca kết mạc mắt vàng, đau tức thượng vị hạ sườn trái,
thì ấn đau tức hạ sườn trái và hông trái, hạ thường thường bị lệch trái sờ một khối kích thước 6 x 6 cm, mật độ chắc, ấn đau không không có phấn thành bụng. Về hình học thì siêu âm thì là một khối kết luận theo dõi khối viêm áp xe vùng trước thận trái, thận trái nước là một khối viêm khoảng 74 x 44 mm sỏi túi mật, và CT bụng cản quang kết luận là nang giả tụy, một cái khối nhiễm trùng là lan từ sau tụy cho tới thận trái, trước thận trái và mô mỡ quanh tụy. Mặt mặt cắt ba mặt cắt nè, nó xin nhé. Chẩn đoán lần thứ hai nhập viện đó là viêm tấy quanh tụy và thận trái, nang giả tụy, rối loạn điện giải. Qua 3 lần nhập viện thì lần này thì bệnh nhân cũng đã tạm ổn, còn một cái khối tụ dịch nhỏ cái vùng đuôi tụy khoảng 16 x 17 mm. Thì một số câu hỏi xin hỏi kinh nghiệm điều trị của quý thầy và quý đồng nghiệp là bệnh nhân này thì mối liên quan giữa viêm tụy cấp, viêm gan và vàng da tắc mật trong lần đầu tiên nhập viện. Câu hỏi thứ hai là mình thời điểm chỉ định cận lâm sàng hợp lý, ví dụ siêu âm bụng CT hay xét nghiệm máu cho bệnh nhân này hay là bệnh nhân viêm tụy nói chung. Thứ hai là bệnh nhân chuyển hồi sức điều trị bổ sung gần 7 lít dịch nhưng mà tỉ một ngày khoảng 700 ml, thì bệnh nhân này choáng là do viêm tụy hoại tử hay là do nhiễm trùng. Xin tiếp. Thứ hai là bệnh nhân này thì trong 10 ngày thì dùng phối hợp 3 loại kháng sinh nhưng mà bạch cầu vẫn cao nhưng mà bệnh nhân lại không có sốt, CT thì có viêm tụy lớn thì cần bổ sung gì thêm trong vấn đề điều trị. Thứ hai là nhiều lần siêu âm có sỏi túi mật nhưng CT lại khơi cản quang thì không thấy sỏi túi mật. Bệnh nhân thì viêm tụy tại tái diễn thì cách giải quyết như thế nào, có nên chỉ mình mổ cắt túi mật hay không? Hai là bệnh nhân tổn thương tụy nên tăng đường máu, tiền sử thì không đái tháo đường thì chiến lược điều trị là gì? Thứ bảy là bệnh nhân can thiệp ngoại khoa là khi nào và kế hoạch can thiệp, ví dụ như viêm tụy hoại tử, nang giả tụy và dinh dưỡng đường tĩnh mạch và đường miệng cho bệnh nhân viêm tụy. Em xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày của các bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn. Đây là một cái bệnh nhân mà chắc là cũng 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 tương đối là có nhiều vấn đề. Thành ra là cũng có một cái ca bệnh mà ta thấy có 8 câu hỏi liền, đúng không ạ? Xin hỏi đối với các thầy cô ở đây, chúng ta sẽ lần lượt sẽ xem xét. Trước hết là xin mời bác sĩ Nguyễn Thái Bình chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh. Ta sẽ cho xem lại các cái hình ảnh của chỗ bệnh viện Bồng Sơn chuyển ra. Chúng ta xem xét kỹ hơn về cái hình ảnh. Dạ, kính thưa thầy, kính thưa các anh chị và các bạn đồng nghiệp, thì chúng ta xem lại các cái phim chụp từ tháng 6. Đây là phim chụp tháng 6 bệnh nhân vào viện lần 1. Chúng ta thấy là bệnh nhân có tràn dịch màng phổi hai bên, bệnh nhân có thâm nhiễm mỡ rất là rộng ở vùng thân và đuôi tụy, chủ yếu là thân và đuôi tụy. Đầu tụy thì có to, thế nhưng mà chủ yếu là tổn thương tập trung ở cái vùng thân và đuôi tụy, có dịch ở xung quanh và có lan rất là rộng xuống theo cái mạc trước của thận trái hay mạc tôn và đi xuống phía dưới vùng tiểu khung. Về như vậy thì chúng ta có thể chẩn đoán đây là một tình trạng viêm tụy nhu mô tụy, thì chúng ta thấy rằng cái vùng đầu tụy thì ngấm thuốc tốt, thế nhưng mà cái vùng thân và đuôi tụy thì ngấm thuốc kém, có thể nói là ngấm thuốc rất kém. Thì ở đây các bạn chẩn đoán là viêm tụy cấp thể hoại tử là rất chính xác, bởi vì cái phần thân và đuôi tụy này là nó ngấm thuốc rất là kém rồi. Đối với phân độ thì chúng ta có thể phân độ đây là viêm tụy cấp độ Bantada là E và CTSI có thể là đến 8 điểm rồi, tức là độ nặng 8 trên 10. Thì với cái điều trị tiếp theo đó thì có lẽ là bệnh nhân diễn biến bằng chứng là bệnh nhân diễn biến rất tốt lên, thì chúng ta thấy rằng cái tổn thương ở thân và đuôi tụy cũng như là các cái tổn thương của các cái vùng xung quanh tụy thì đã được cải thiện rất đáng kể, với cái ổ dịch thì càng ngày càng nhỏ dần. Và chúng ta xem cái phim gần đây nhất là chụp vào 23 tháng 8 thì thấy là cái vùng thứ nhất là đi từ trên xuống dưới thì cái khoang màng phổi bệnh nhân đã hoàn toàn là hết dịch, phổi nở hoàn toàn. Cái vùng đuôi tụy và thân tụy thì chúng ta thấy là nó hoại tử và bây giờ nó nhỏ lại, nó co nhỏ lại. Cái vùng đầu tụy thì ngấm thuốc vẫn còn tương đối tốt.
bây giờ thì ở cái thời điểm này thì chúng ta cần phải đánh giá cái gì? Thì chủ yếu là chúng ta đánh giá các cái biến chứng hay là các cái hậu quả để lại của một cái viêm tụy cấp. Thì ở đây chúng ta thấy là ở cái vùng đuôi tụy chỉ còn lại một cái ổ dịch rất là nhỏ, kích thước chỉ vài chưa đến 2 cm. Trước đó thì nó to đến gần 10 cm. Và cái vùng thâm nhiễm thì bây giờ hiện tại là còn rất là ít, kéo dài xuống tận vùng tiểu khung, nhưng mà nó rất là đã gần như là thoái lui gần như hoàn toàn, dịch của bụng không còn. Đấy, thế thì có thể nói là các bạn đã điều trị ca bệnh này rất là tốt. Có một câu hỏi là ở bệnh nhân này thì cái nguyên nhân gây viêm tụy là gì? Đặc biệt là bệnh nhân này có siêu âm thì nói rằng có sỏi của túi mật, nhưng mà trên CT thì lại không thấy rõ. Thì cái điều đấy nó cũng hết sức bình thường thôi, bởi vì là giá trị chẩn đoán của sỏi túi mật đối với siêu âm nó cao hơn rất nhiều so với các lớp vi tính, và cao nhất thì là cộng từ. Các lớp vi tính thì có đặc điểm là sỏi thận thì chẩn đoán rất tốt, nhưng mà sỏi mật thì chẩn đoán lại rất kém, kém hơn so với siêu âm. Ở đây thì chúng ta không nhìn thấy các cái sỏi tăng tỷ trọng tự nhiên ở trong đường mật như trong túi mật hay là trong ống mật chủ. Chúng ta chỉ thấy rằng túi mật bệnh nhân này có vẻ như có một cái bệnh lý là bệnh âu cơ tuyến. Ở đây chúng ta nhìn thấy túi mật rất là dày ở tại vị trí va giữa. Đây. Và dày một cách hình vòng nhẫn, toàn bộ chu vi không có phát triển ra vùng ngoại vi, thì ở đây chúng ta có thể chẩn đoán đây là theo dõi một cái bệnh u cơ tuyến của túi mật, chia túi mật thành hai khoang. Ống mật chủ thì không giãn và không thấy sỏi tăng tỷ trọng tự nhiên ở bên trong, thì cái này khả năng cũng không có, bởi vì bệnh nhân cũng chụp 3 lần CT rồi không thấy lần nào có đường mật giãn cả. Ống tụy không giãn, không thấy có sỏi của tụy. Như vậy hoàn toàn trong trường hợp này thì chúng ta không nhìn thấy nguyên nhân của viêm tụy, nhưng mà với cái chẩn đoán của các bạn là rất là phù hợp, và cái điều trị bệnh nhân đã diễn biến lên rất tốt. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn nhận xét của bác sĩ Nguyễn Thái Bình. Bây giờ xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Chi, chuyên ngành nội tiêu hóa, cho ý kiến. Vâng, thưa thầy Việt, thưa các anh chị, bệnh nhân này vào thì vì một cái tình trạng viêm tụy cấp thì rất là điển hình ạ. Cả 3 lần bệnh nhân vào viện thì đều những cái dấu hiệu của viêm tụy cấp. Còn cái căn nguyên của viêm tụy cấp là do nguyên nhân gì, có thể là liên quan đến cái sỏi túi mật hay không, thì các bạn nó còn hỏi là bệnh nhân này có vàng da trước rồi sau đó như thế mới biểu hiện viêm tụy, thì bởi vì sỏi túi mật hoàn toàn có thể di chuyển xuống ống mật chủ và gây nên viêm tụy cấp, cho nên là cái dấu hiệu có thể vàng da trước rồi sau đấy mới biểu hiện viêm tụy thì là rất là chính xác, thì cũng không có vấn đề gì là đáng nghi ngờ cả. Thế tuy nhiên thì về nguyên tắc mà để điều trị viêm tụy cấp thì hầu hết các trường hợp thì đều nguyên tắc giống nhau, chúng ta phải bù dịch, đặc biệt cái bù dịch này quan trọng trong vòng 72 giờ đầu. Trong trường hợp này chúng ta khi vào đầu tiên thì bệnh nhân viêm tụy cấp khá là nặng, theo đánh giá của bác sĩ Bình ở trên phim chụp CT là Balthasar E và CTSI có thể khoảng đến 7 đến 8 điểm. Thì trong những trường hợp mà viêm tụy cấp mà nặng như thế thì chúng ta bù dịch thì nên dựa vào áp lực tĩnh mạch trung tâm, nên đặt catheter ngay từ đầu để bù dịch. Thì để tránh cái trường hợp mà các bạn bảo là bù đến 7 lít dịch nhưng mà bệnh nhân vẫn bị tụt huyết áp thì có thể chúng ta bù dịch nhưng mà thể tích dịch ở trong lòng mạch chưa đủ và dịch nó thoát vào khoang thứ ba, thì như thế thì cũng có thể là sẽ chưa 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 đủ dịch cho bệnh nhân. Cái thứ hai là ngoài cái việc bù dịch ra thì những cái việc về về vấn đề dinh dưỡng của bệnh nhân rất là quan trọng, thì tí nữa sẽ có bác sĩ dinh dưỡng về tư vấn cho các bạn. Còn việc sử dụng PPI thì cũng không có giá trị nhiều trong điều trị viêm tụy cấp, chỉ chủ yếu được để hạn chế cái biến chứng mà có thể xuất huyết đường tiêu hóa do stress hoặc trong trường hợp mà bệnh lý nặng. Thế về việc sử dụng cái thuốc giảm đau cho những bệnh nhân viêm tụy cấp thì chúng ta không nên sử dụng thuốc giảm co thắt. Về nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau cho bệnh nhân này là nên sử dụng những cái thuốc giảm đau chống viêm không steroid, tức là sử dụng NSAID, và không nên sử dụng cái thuốc giảm co thắt. Thế còn cái này thì chỉ có một cái vấn đề là bệnh nhân này thì là cái viêm tụy cấp hoại tử. Viêm tụy cấp thì có hai cái thể theo cái tiêu chuẩn Atlanta sửa đổi năm 2012 và cập nhật mới thì có viêm tụy cấp thể phù nề và thể hoại tử. Thể phù nề thì mới có hai cái biến chứng là ổ tụ dịch quanh tụy cấp và nang giả tụy, còn thể hoại tử thì sẽ là ổ hoại tử tụy hoặc là nang cái ổ hoại tử có vách. Và bệnh nhân này thì ngay cái từ đầu các bạn đã chụp cắt lớp và thở hồi tháng 6 ấy, thì các bạn chẩn đoán là nang giả tụy chắc là không đúng ạ. Đây là cái ổ tụ dịch hoại tử chứ không phải là cái nang giả tụy. Bởi vì nang giả tụy hoặc là ổ hoại tử tử có vỏ là sau 4 tuần và tùy theo cái tính chất dịch ở trong đấy thì mình chúng ta mới chẩn đoán, chứ còn cái này không phải là biến chứng lần nang giả tụy. Thì đấy là những cái ý kiến về của em ở trên điều trị bệnh nhân này. Vâng, cảm ơn bác sĩ Chi. Trong cái phần trình bày của mình thì các bác sĩ cố gắng là mình những cái câu hỏi mà anh em có liên quan thì mình trả lời luôn cho anh em. Ở đây xin mời tiến sĩ Vũ Quốc Đạt, ngành truyền nhiễm. Đây,
Vâng, kính thưa thầy Việt, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, cũng giống như trường hợp trước thì thông thường đa phần những cái nhiễm trùng ở ổ bụng nó thường hay có nguồn gốc từ đường tiêu hóa và sau đó vi khuẩn nó có thể xâm nhập qua các đường kế cận hoặc là nó xâm nhập theo đường máu và nó gây tình trạng nhiễm trùng, nên đa phần là các cái vi khuẩn thuộc nhóm Enterobacteriaceae. Thì khi mà chúng ta bị nhiễm khuẩn huyết thì nó sẽ lý giải vì sao bệnh nhân có tổn thương ở đa cơ quan, tăng men gan, có những cái ổ áp xe, những cái tình trạng viêm lân cận, nên nó cũng có thể trả lời cho câu hỏi đầu tiên của các anh chị vì sao mà tiểu cầu giảm. Tiểu cầu giảm nó hoàn toàn có thể xảy ra trong những tình trạng nhiễm trùng nặng, đặc biệt là những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn gram âm. Thứ hai nữa là đối với những trường hợp mà viêm tụy cấp nặng thoại tử mà có dấu hiệu sốc tụt huyết áp thì các anh chị luôn luôn bắt đầu điều trị kháng sinh. Thì khi đối với những trường hợp mà bệnh nhân tình trạng nặng thì người ta lúc đấy người ta sẽ điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm, và nếu mà chúng ta có điều kiện làm thì chúng ta có thể là làm thêm các marker nhiễm trùng để chúng ta đánh giá xem cái tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân như thế nào. Nên về thực hành lâm sàng thì khi mà bệnh nhân đã có cái tình trạng sốc, đặc biệt là nghi ngờ có mổ nhiễm khuẩn, thì lúc đấy cái việc đầu điều trị kháng sinh đầu tay theo kinh nghiệm là luôn luôn cần thiết. Và nếu mà các anh chị sử dụng 3 loại kháng sinh phối hợp khoảng 10 ngày mà bệnh nhân còn sốt thì hai khả năng nó có khả thể xảy ra. Thứ nhất là cái kháng sinh mà các anh chị dùng là cái kháng sinh không phù hợp, nghĩa là nó không bao phủ được căn nguyên gây bệnh. Nhất là đối với vi khuẩn Enterobacteriaceae thì nó có một cái tỷ lệ nó kháng với cả các cái cephalosporin, thậm chí là thế hệ 3, thế hệ 4, đặc biệt là những cái vi khuẩn mà sinh ESBL. Nên lựa chọn đối với những trường hợp đó thì chúng ta phải sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem. Nên đấy là một trong những khả năng làm cho cái việc bệnh nhân không đáp ứng với những với kháng sinh. Thứ hai có thể xảy ra đối với trường hợp chúng ta điều trị phối hợp kháng sinh mà thất bại, đó là vì bệnh nhân có những cái ổ áp xe và những cái kháng sinh mà các anh chị sử dụng nó không phải là kháng sinh tối ưu để điều trị những ổ áp xe đó, hoặc là những cái ổ áp xe đó nó vẫn còn tiếp tục và dai dẳng. Và lý do thứ ba nó có thể không đáp ứng với cả các cái điều trị kháng sinh, đó là các bệnh nhân xuất hiện những cái ổ nhiễm trùng mới, đặc biệt là những cái nhiễm trùng bệnh viện. Cho nên đối với bệnh nhân này chúng ta cũng rất khó có thể nói là tại sao mà kháng sinh điều trị không phối hợp. Nhưng lưu ý là đối với những tình trạng nhiễm trùng mà bệnh nhân không có biến chứng, ví dụ như không có sốc, không có ổ di bệnh, thì kháng sinh điều trị trong vòng 10 ngày là đủ để bao phủ nhiễm khuẩn. Nhưng đối với những trường hợp mà bệnh nhân đã có những cái ổ áp xe hoặc những cái ổ áp xe không được dẫn lưu thì cái thời gian điều trị kháng sinh bắt buộc chúng ta phải kéo dài hơn, thậm chí có thể đến 1 tháng, hoặc là cho tới khi mà chúng ta có thể xử lý ngoại khoa cái ổ nhiễm khuẩn đó. Thì báo cáo hết ạ. Vâng, tức là ta có thể trả lời cho cái câu số 4, dùng 3 loại kháng sinh phối hợp 10 ngày mà nó lại bệnh nhân vẫn sốt, bạch cầu vẫn tăng, thì anh Đạt cũng có các cái giải thích ở đây. Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Thanh Hương, ngành nội tiết. Dạ, kính thưa các thầy ạ, thì ca này thì cũng gần giống như ca trước ạ, vì bệnh nhân không có tiền sử đái tháo đường và bệnh nhân vào viện trong các cái đợt vào viện thì có những lúc mà đường máu lên tới 11, 12. Tuy nhiên xem lại trong cái quá trình điều trị của các bạn thì những cái đợt mà đường máu trên 10 thường là kèm theo các bạn có chuyển đường 10 rồi đường 20. Và thứ hai nữa là trong những cái đợt mà cấp như thế thì nó có cái tình trạng người ta gọi là tăng đường máu do stress. Đó. Thế thì ở những trường hợp này thì các bạn nên làm HB1C, vì cả 3 lần thì tôi cũng không thấy kết quả HB1C, để xem là bệnh nhân này có tiểu đường từ trước hay không, hay là tăng đường máu do stress thôi. Và cũng có một nguyên nhân nữa là những cái tổn thương viêm tụy cấp hoặc là những cái viêm tụy mạn nó có thể gây đái tháo đường. Và người ta thấy là tỷ lệ đái tháo đường ở những bệnh nhân viêm tụy cấp có thể lên tới từ 15 đến 18% tùy từng nghiên cứu. Thế thì ở bệnh nhân này thì thường đường máu cũng không cao lắm. Và thứ hai nữa là ngoài cái giai đoạn đấy thì đường máu hoàn toàn về bình thường. Hiện tại ở cái lần mới vào viện của các bạn thì đường máu có 7,7 là cao nhất và 6,1. Thế thì với những cái bệnh nhân mà tăng đường máu do tổn thương tụy thì trong những ngày đầu thì các bạn nên theo dõi đường máu có thể là 4 lần một ngày trước 3 bữa ăn và tầm 21 giờ. Và nếu mà đường máu vượt cái mục tiêu nằm mục tiêu đường máu cho bệnh nhân nội viện là từ 6 đến 10 ạ, thì các bạn có thể thêm các cái mũi insulin nhanh từ 1 đến 4 đơn vị tùy theo cái mức tăng đường máu. Và nếu mà đã kiểm soát đường máu tốt rồi và khi bệnh ổn định đường máu về bình thường thì chúng ta cũng không cần phải điều trị gì. Tuy nhiên ở những cái bệnh nhân này thì cũng sau khi ổn định tình trạng viêm tụy thì chúng ta cũng nên theo dõi đường máu định kỳ, vì những người ta thấy là ở những cái bệnh nhân mà có tiền sử viêm tụy cấp ấy, thì cái nguy cơ phát triển tiểu đường về sau sẽ cao hơn người bình thường gấp 2 lần. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn. Tức là đầu tiên cũng lại phải là trong cái lúc mà cấp tính thì nó có thể nó đường lên thôi. Nhưng ít nhất là mình làm cái HB1C, sau đó từ từ mình mới điều chỉnh dần. Vâng. Tiếp theo chúng tôi xin mời thạc sĩ Nguyễn Anh Dũng,
chuyên ngành hồi sức cấp cứu trong các một số các trường hợp viêm tụy cấp như thế này, đúng không ạ? Thì cái bên hồi sức cấp cứu các bạn điều trị như thế này đã được chưa? Vâng, kính thưa thầy Việt, kính thưa các bạn đồng nghiệp, chúng tôi xin phép được trả lời lần lượt các cái câu hỏi của các bạn đặt ra. Cái câu hỏi thứ nhất ấy, thì chúng tôi bác sĩ Đạt cũng đã nói rồi là cái nguyên nhân gây giảm tiểu cầu thì một là nhiễm trùng. Tuy nhiên ấy, thì cách đây một tuần chúng tôi cũng có một cái ca viêm tụy cấp tương tự như các bạn. Thì ngoài cái nguyên nhân là nhiễm trùng ra thì còn một cái nguyên nhân thứ hai nữa cũng gây góp phần gây giảm tiểu cầu, đấy là bệnh nhân bị DIC. Vì là nhiễm trùng thì chúng ta thấy là nó sẽ làm tăng cái tiêu thụ tiểu cầu và gây nên giảm tiểu cầu. Và với những cái nhiễm trùng nặng ấy, nó gây nên cái hiện tượng là DIC, thì hai cái nguyên nhân đấy nó góp phần vào cái việc giảm tiểu cầu. Và để chẩn đoán cái DIC ở bệnh nhân viêm tụy cấp thì chúng tôi sẽ dựa vào cái bảng điểm DIC score, và cái điểm này trên 4 điểm thì tức nghĩa là bệnh nhân có phối hợp với cái DIC. Như vậy thì DIC và nhiễm trùng thì đấy là cái giải thích cái nguyên nhân giảm tiểu cầu. Cái câu hỏi thứ hai của các bạn là bệnh nhân đã truyền bệnh nhân choáng do viêm tụy cấp hoại tử hay là do nhiễm trùng, thì chúng ta biết là viêm tụy cấp hoại tử ấy thì thường là nó gây mất dịch rất là nhiều. Chúng ta thấy là ngay khi mà bệnh nhân nhập viện ấy, trong 24 giờ đầu cũng như là trong 3 ngày đầu thì cái dịch nó thoát vào cái khoang thứ 3 rất là nhiều. Chính vì thế người ta mới khuyến cáo là trong 24 giờ đầu, trong 1 đến 2 ngày đầu thì chúng ta phải truyền rất là nhiều dịch, và người ta thường ước lượng là mỗi ngày chúng ta truyền đến 4 đến 6 lít dịch một ngày. Và như vậy ấy, thì bản thân viêm tụy cấp hoại tử là nó gây mất dịch vào khoang thứ 3, và đấy là một cái nguyên nhân mà nó có thể gây nên tụt huyết áp, sốc cho bệnh nhân. Ngoài cái việc mà viêm tụy cấp hoại tử nó gây mất dịch vào khoang thứ 3 ấy, thì cái nhiễm trùng cũng gây mất dịch vào cái khoang thứ 3 cho bệnh nhân. Như vậy ấy, thì cái nguyên nhân mà gây choáng và gây nên tụt huyết áp ở bệnh nhân này thì nó phối hợp cả hai nguyên nhân, là do viêm tụy cấp hoại tử phối hợp với cái tình trạng nhiễm trùng nặng. Thế thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta bệnh nhân liệu có phối hợp với cái tình trạng nhiễm trùng hay không ấy? Thì với một cái viêm tụy cấp hoại tử ấy, để chúng tôi phân biệt là nó là cái viêm tụy cấp hoại tử đơn thuần gây mất dịch vào khoang thứ 3 hay là phối hợp với cái dấu hiệu với nhiễm trùng, thì chúng tôi sẽ dựa vào kết quả cái xét nghiệm. Thường chúng tôi lựa chọn làm cái cocalcitonin hoặc là CRB. Thì trong trường hợp mà cocalcitonin mà cao, vậy CRB mà cao, cụ thể như bệnh nhân của chúng tôi cách đây một tuần ấy, khi mà vào viện ấy, thì ngay cái ngày đầu tiên khi nhập viện ấy, thì cái BCT đó là 34 rồi, và sang đến ngày thứ hai là BCT trên 100. Như vậy thì rõ ràng ấy là bệnh nhân ấy mất dịch, là nó phối hợp cả hai nguyên nhân, vừa có nhiễm trùng và vừa có viêm tụy hại tử, nó gây mất dịch vào cái khoang thứ 3. Thì đấy là để trả lời cái câu hỏi thứ hai của các bạn. Cái câu hỏi thứ ba của các bạn ấy, nếu trong trường hợp chúng ta dùng kháng sinh 3 loại mà bệnh nhân không đỡ sốt, thì cái chúng tôi tiếp cận dưới góc độ là hồi sức ấy, thì người ta sẽ làm cái gì? Thì thông thường ấy, khi mà bệnh nhân dùng 3 loại kháng sinh mà bệnh nhân không đỡ sốt, thì người ta ở cái thời điểm mà sau khi chúng ta dùng kháng sinh, người ta sẽ phải chụp lại một cái cắt lớp. Mục đích của cái chụp cắt lớp ấy để xem có một cái dịch nó khu trú ở canh tụy hay không. Nếu mà trong trường hợp mà có thông thường ấy, thì đa phần là nó có thể nó sẽ có dịch khu trú ở canh tụy. Thì khi trong trường hợp mà nó có cái dịch mà khu trú ở canh tụy ấy, thì người ta sẽ có hai cái phương án để giải quyết. Một là người ta sẽ chọc cút dẫn lưu cái dịch đấy. Và khi mà người ta chọc cút cái dẫn lưu dịch đấy thì người ta sẽ có thể cấy để xác định cái vi khuẩn gây lên cái ổ dịch khu trú là cái gì. Và khi chúng ta mà biết được cái căn nguyên gây lên ấy, thì chúng ta sẽ điều trị theo kháng sinh đồ, thì thường bệnh nhân đáp ứng sẽ rất là tốt. Thì thông thường ấy, những cái trường hợp mà có cái ổ dịch khu trú chúng tôi cấy ra thì chúng tôi thấy thường là ra E. coli, và chúng tôi điều trị kháng sinh theo cái kháng sinh đồ, thì là bệnh nhân chỉ cần là đặt cái dẫn lưu và hút ra và xác định được cái căn nguyên là chúng ta có thể giải quyết được. Thì đấy là cái tình huống thứ nhất. Cái tình huống thứ hai ấy, nếu trong trường hợp chúng ta đặt ấn dẫn lưu ở quanh tụy, cái dịch quanh tụy mà bệnh nhân vẫn không cải thiện, thì lúc đấy người ta sẽ phải tính đến cái phương án thứ ba. Tức nghĩa là chúng tôi đã có bệnh nhân là viêm tụy cấp hoại tử, chúng tôi đặt cái dẫn lưu nhưng mà điều trị bệnh nhân vẫn không đỡ sốt, và cuối cùng chúng tôi phải quyết định là phẫu thuật lấy toàn bộ cái ổ hoại tử, và sau đấy thì bệnh nhân sau cái cuộc phẫu thuật đấy thì bệnh nhân bây giờ đã trở về bình thường, và cái đấy là một cái phẫu thuật rất nặng mà đã thực hiện ở cái bệnh viện chúng tôi. Thì đấy là cái trong trường hợp để trả lời câu hỏi các bạn là khi dùng 3 loại kháng sinh, nếu mà thì cái phác đồ tiếp theo là gì, thì thường là phác đồ chúng tôi là chụp cắt lớp và hai cái lựa chọn là dẫn lưu hoặc là mổ. Thế còn một tình huống nữa là nếu sau khi các bạn dùng 3 kháng sinh nhưng mà các bạn chụp cắt lớp lên mà nó không có dịch ở quanh tụy, thì lúc đấy cái phương án là cái gì? Thì kinh nghiệm của chúng tôi ấy, trong trường hợp mà khi mà bệnh nhân sốt sau khi đã dùng 3 kháng sinh rồi mà bệnh nhân không đỡ,
Thì cụ thể như bệnh nhân này ấy, thì nếu mà các bạn đã dùng ba kháng sinh này, chúng tôi thấy còn một cái kháng sinh nữa mà chúng tôi hay lựa chọn, đấy là cái thuốc chúng gọi là cái tigecycline. Bởi vì ấy, cái thuốc đấy, tại sao chúng tôi dùng cái thuốc đấy, bởi vì hai lý do. Lý do cái thuốc thứ nhất ấy, là cái thuốc đấy nó thấm vào cái đường tiêu hóa rất là tốt, thấm vào tụy rất là tốt, đấy là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai ấy, là cái đấy nó phủ thêm một cái nhóm tụ cầu mà những kháng sinh ví như các bạn dùng là carbapenem, các bạn dùng là metronidazole, các bạn dùng quinolone thì đều chưa phủ được cái đấy. Thì đấy là cái trường hợp mà chúng tôi chụp lên mà không có dịch quanh tụy thì chúng tôi sẽ dùng cái phác đồ là phối hợp một cái carbapenem kết hợp với cái gọi là tigecycline. Thì đấy là trả lời cái câu hỏi thứ ba của các bạn. Thì còn các bạn còn có một cái câu hỏi là liên quan đến cái thời điểm chỉ định siêu âm CT và làm sao cho nó phù hợp với bệnh nhân là cái câu hỏi cuối cùng. Thì chúng tôi cũng chia sẻ cái kinh nghiệm của chúng tôi, và cái này thì chắc là sẽ xin thêm ý kiến của bác sĩ Bình về chuyên về chẩn đoán hình ảnh. Thì thông thường ấy, các cái bệnh nhân mà vào viêm tụy đối với chúng tôi ấy, thì là chúng tôi sẽ lựa chọn cái đầu tiên đến là siêu âm, và sau đó ấy, thì sau 3 ngày thì chúng tôi mới lựa chọn đến cái phương án đấy là chụp cắt lớp. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta biết rằng ấy, bệnh nhân mà viêm tụy ấy, thì thông thường ấy, là có 2 trên 3 cái triệu chứng theo tiêu chuẩn của Atlanta, và chúng ta thường là thấy với 2 trên 3 triệu chứng đấy dùng cái siêu âm là chúng ta đủ để chẩn đoán. Nhưng tại sao chúng tôi lại không lựa chọn cái chụp CT ngay? Bởi vì chúng ta biết rằng ấy, mục đích của cái chụp CT ấy, là cái chính để mà xem là cái viêm tụy này nó có hoại tử hay không. Thì thông thường ấy, trong 3 ngày đầu thì cái hoại tử nó chưa bộc lộ rõ ra, cho nên nếu mà chúng ta có chụp ấy, thì chúng ta cũng không đánh giá được là có hoại tử hay không hoại tử. Vì vậy ấy, mà sau 3 ngày khi mà cái tổ chức hoại tử nó rõ rồi thì chúng tôi sẽ lựa chọn là cái CT cho bệnh nhân. Thì lúc đấy là chúng ta vừa chẩn đoán được chính xác và vừa xác định là bệnh nhân có hoại tử hay không hoại tử. Thì đấy là về cái câu hỏi cuối cùng là các bạn là cái chiến lược chúng ta dùng siêu âm, dùng CT như thế nào. Thì cái đấy xin ý kiến thêm của bác sĩ Bình. Em xin hết ạ. Bác sĩ Bình có nói thêm không? Dạ. Với những trường hợp chụp CT thì đúng là về để chẩn đoán viêm tụy, đánh giá mức độ nặng của viêm tụy thì đúng là người ta thường hay chụp sau khoảng 2-3 ngày. Để khi các cái tổn thương đó đã bộc lộ rõ nhất, những vùng nào bị hoại tử rồi. Tại vì trong cái quá trình 2 ngày đầu tiên, 3 ngày đầu tiên thì nó sẽ có thể diễn biến nặng lên, cho nên cái việc mình chụp CT quá sớm sẽ có thể là mình đánh giá cái viêm tụy nó không đúng cái mức độ nặng của nó. Tuy vậy thì người ta cũng sẽ có một cái vấn đề, đấy là nếu mình chụp quá muộn thì cũng mình sẽ có thể bỏ sót một số các cái nguyên nhân. Ví dụ là các cái viên sỏi trong một chỗ, ví dụ mình không phát hiện được thì mình lại không giải quyết ngay lúc đó thì bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng đường mật. Hoặc là có những trường hợp thì bệnh nhân có những cái tổn thương phối hợp, ví dụ tổn thương về mạch máu chẳng hạn, mà mình không đánh giá đầy đủ thì mình có thể là mình bị bỏ sót. Do vậy thì cũng tùy thuộc vào từng các cái bệnh nhân mà mình sẽ cân nhắc, tùy từng thuộc hoàn cảnh lâm sàng mình sẽ cân nhắc. Dạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Bình. Bây giờ chúng tôi xin mời bác sĩ Hoàng Thị Thu Thủy, chuyên ngành huyết học, có ý kiến thêm. Kính thưa các thầy cô ạ, thì với cái câu hỏi đầu tiên của các anh chị thì tại sao lại có cái chuyện là tiểu cầu giảm trong các ngày ở cái lần đầu nhập viện? Thì như bác sĩ Đạt và bác sĩ Dũng cũng đã giải thích, đấy là những cái nguyên nhân chính mà mình hay gặp nhất đối với những cái bệnh nhân mà trong những trường hợp mà nhiễm khuẩn nặng như thế này, sốc nhiễm khuẩn, thì có thể là do cái nguyên nhân là DIC kèm theo sẽ dẫn đến giảm tiểu cầu. Thì với DIC thì các anh chị sẽ cần phải làm thêm các cái xét nghiệm khác, ví dụ như là PT, fibrinogen và D-dimer để kết hợp với lại tiểu cầu để mình tính ra cái bảng điểm DIC score như bác sĩ Dũng có nói đấy. Ở đây thì em không thấy là các anh chị đưa ra các cái chỉ số về xét nghiệm đông máu kèm theo. Và cái thứ hai nữa đấy là về khi mà các anh chị nói là có tiểu cầu giảm thì với những cái ngày đó thì các cái chỉ số khác, ví dụ như là bạch cầu, hồng cầu của bệnh nhân có bị giảm theo hay không, hay hồng cầu có giảm theo hay không, hay các chỉ số đó như thế nào, thì ở trên cái xét nghiệm của các anh chị cung cấp em cũng chưa thấy có cái phần đó. Và đặc biệt là em thấy có cái phần là cái huyết sắc tố của đợt 2 của bệnh nhân khi mà vào viện thì huyết sắc tố giảm xuống còn có 99 gram trên lít ngay cái lần 2 vào viện.
thì cái này cũng phải xem là có mất máu ở đâu hay là có cái tình trạng tan máu gì đối với bệnh nhân này hay không. Đặc biệt là với những cái bệnh nhân nặng như này, DIC cũng rất là dễ tan máu và gây giảm huyết sắc tố, ngoài cái chuyện là giảm tiểu cầu như các anh chị có đề cập. Và ngoài ra thì cũng có một số các cái xét nghiệm khác mà các anh chị cũng cần làm thêm để gọi là chẩn đoán loại trừ. Ví dụ như là một số các loại virus như là cúm A, cúm B hay là đanh có kèm theo ở trên cái bệnh nhân này hay không. Và trong những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn nặng như thế này thì về phần tủy xương của bệnh nhân cũng có thể gây ra cái chuyện là ức chế tủy và dẫn đến là cái giảm tiểu cầu thứ phát ở trên những cái bệnh nhân này. Khi mà điều trị về cái tình trạng nhiễm khuẩn ổn định thì là cái tiểu cầu thường là sẽ lại được phục hồi ạ. Em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Thủy. Bây giờ là có một cái câu hỏi là can thiệp ngoại khoa khi nào, kế hoạch can thiệp như thế nào, thì chúng tôi xin kính mời phó sư Trần Bảo Long cho ý kiến. Kính thưa thầy Việt, kính thưa các thầy cô và quý vị đồng nghiệp, tôi xin trả lời câu hỏi về cái chỉ định về ngoại khoa. Ở đây chúng ta thấy là nguyên nhân viêm tụy cấp ở đây là gì thì chúng ta từ nãy giờ chúng ta nói rất nhiều nhưng mà chưa thấy đả động nguyên nhân gì cả. Có hai nguyên nhân thường gặp nhất, đó là viêm tụy cấp do sỏi và viêm tụy cấp do rượu. Còn những nhóm nguyên nhân khác ít gặp hơn như là do giải phẫu, do rối loạn chuyển hóa, rồi ra các cái bệnh y sinh do thăm dò vân vân. Rồi cuối cùng không rõ nguyên nhân. Ở đây bệnh nhân này thì có cả hai nhóm nguyên nhân thường gặp nhất trên thế giới, đó là rượu và sỏi. Thế thì trong trường hợp này là cái gì? Thì lúc nãy chúng ta đã nghe phân tích của thầy Bình rồi. Sỏi thì siêu âm nó còn nhạy hơn cả CT đối với chẩn đoán nguyên nhân viêm tụy. Vì có sỏi đồng tỉ trọng dịch mật thì CT không thấy. Chưa kể là giữa các lớp cắt đó 0,5cm thì sỏi nó nhỏ hơn 0,5cm, nằm giữa hai lớp cắt thì cũng không thấy được. Thế thì bằng chứng chắc chắn là sỏi trong trường hợp này chúng ta vẫn chưa có bằng chứng. Nhưng mà rõ ràng chúng ta đều thấy là có sỏi túi mật. Và cái giả thuyết là sỏi túi mật rơi xuống nó gây viêm tụy cấp thì đây rất là phổ biến ở châu Âu. Và bao giờ người ta cũng đề nghị là gì? Sau khi nếu có nguyên nhân của sỏi rơi xuống ống mật chủ ở vùng bóng mốt đi, bóng va te, thì bao giờ cũng phải giải quyết nguyên nhân tắc nghẽn bằng can thiệp, hoặc nếu không can thiệp được thì phải phẫu thuật, phải giải quyết nguyên nhân tắc nghẽn. Và đồng thời với giải quyết nguyên nhân tắc nghẽn bằng sau đó thì người ta sẽ cắt túi mật, thường là làm nội soi. Rất nhiều báo cáo về cái đề tài này rồi, thì tôi xin không lặp lại nữa. Thế thì với bệnh nhân này sau khi điều trị ổn định xong thì túi mật cũng nên cắt rồi. Thế vấn đề thứ hai các bạn hỏi đây là can thiệp ngoại khoa khi nào, với kế hoạch can thiệp. Thì chúng ta biết là có mấy cái chỉ định của phẫu thuật. Một là cấp cứu ngay khi nó có tình trạng viêm phúc mạc, bởi vì viêm tụy nó có thể dẫn đến hoại tử túi mật, hoại tử ruột. Thứ hai là chảy máu ồ ạt trong ổ bụng, nó hoại tử mạch máu lớn gây chảy máu ổ bụng ồ ạt thì cũng phải mổ cấp cứu. Thế còn lại thì điều trị như thế nào? Bao giờ người ta cũng bắt đầu bằng điều trị can thiệp trước. Chỉ định can thiệp một là có sỏi, người ta lấy sỏi. Hai là hình thành các khối dịch động mà nó gây chèn ép xung quanh, chèn ép vào đường mật gây tắc mật, chèn ép ống tiêu hóa gây nôn. Thì lúc đó người ta sẽ dẫn lưu và thường là sẽ chọn nội soi can thiệp. Trong trường hợp không can thiệp bằng can thiệp này thì lúc đó mới mổ. Trường hợp thứ ba đó là cái trường hợp mà nang tụy bội nhiễm thì cũng phải dẫn lưu. Mà không, tất cả những trường hợp mà không đáp ứng với thủ thuật điều trị bảo tồn, các thủ thuật can thiệp thì lúc đó phải mổ. Thì đây là những chỉ định của phẫu thuật. Ngoài ra chỉ định của phẫu thuật là dành cho những trường hợp mà sò tiêu hóa và trong khối dịch, hoặc là có hội chứng ổ bụng, tăng áp lực ổ bụng. Bệnh nhân có áp lực ổ bụng trên 20cm và có suy tạng. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn phó sư Trần Bảo Long. Tôi thấy là do sỏi, do rượu thì đúng, nhưng mà còn có một nguyên nhân nữa mà Việt Nam mình cũng khá nhiều. Đây là do rối loạn lipid mà tăng triglycerid. Thì ở tất cả các nước người ta thấy là triglycerid mà trên 10 milimol ấy, là những cái trường hợp đó là nó dễ khả năng gây viêm tụy cấp mà sau một cái bữa ăn thịnh soạn nữa. Đúng không ạ? Ở chúng ta tôi đã gặp những cái trường hợp là có triglycerid có khi lên 19-20 milimol, tức là rất rất đặc biệt. Ở trong tất cả trong đó thì cái nguy cơ mà gây cái viêm tụy cấp là rất rất là nhiều trong trường này. Vâng, các bác sĩ cũng đã nói nhiều về các cái chẩn đoán điều trị rồi, bây giờ còn vấn đề rất là quan trọng, đấy là vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân này. Xin mời bác sĩ Dương Thị Phượng chuyên ngành dinh dưỡng cho ý kiến. Dạ vâng, kính thưa thầy Việt và các anh chị quý đồng nghiệp ạ. Ở bệnh nhân viêm tụy cấp thì các anh chị có đặt câu hỏi là vậy thì cái dinh dưỡng đường tiêu hóa và dinh dưỡng tĩnh mạch của bệnh nhân này như thế nào? Thế thì theo các cái khuyến cáo hiện nay thì họ đều ưu tiên, đầu tiên đó là ưu tiên dinh dưỡng đường tiêu hóa trước. Bởi vì cái việc mà chúng ta cho bệnh nhân nhịn ăn nhiều ngày ấy thì nó dẫn tới tình trạng làm giảm cái chiều cao nhung mao ruột, làm tăng cái nguy cơ thẩm lậu vi khuẩn.
Do đó thì khuyến cáo chung vẫn là cố gắng dinh dưỡng đường tiêu hóa sớm nhất có thể. Thế thì sẽ chia ra, và cái dinh dưỡng tiêu hóa cụ thể vào thời điểm nào thì sẽ chia ra vào các mức độ của viêm tụy. Trong trường hợp mà viêm tụy mức độ nhẹ và trung bình thì chúng ta có thể bắt đầu dinh dưỡng đường tiêu hóa sau 24 đến 48 giờ nhập viện. Thế còn trong trường hợp như trường hợp này, lần nhập viện thứ nhất thì bệnh nhân có viêm tụy cấp mức độ nặng và viêm tụy hoại tử, thì trong trường hợp đấy chúng ta có thể trì hoãn dinh dưỡng đường tiêu hóa trong vòng khoảng 2 đến 3 ngày đầu. Chúng ta có thể cho bệnh nhân nhịn ăn và dinh dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhân. Và cái khuyến cáo về mức năng lượng ấy thì họ cũng khuyến cáo là trong những ngày đầu, đặc biệt là 24 đến 48 giờ đầu, thì chúng ta cũng không cố gắng bổ sung đủ nhu cầu khuyến nghị cho bệnh nhân, mà mức nhu cầu khuyến nghị chỉ đạt khoảng từ 15 cho tới 20 kilocalo trên kg cân nặng trên một ngày. Tức là ví dụ như bệnh nhân này nặng 58 cân thì trong vòng 2 đến 3 ngày đầu tiên chúng ta cũng chỉ cần nuôi khoảng 900 đến 1200 kilocalo mà thôi, mà chưa cần phải nuôi đủ nhu cầu. Đủ nhu cầu của bệnh nhân này sẽ là 30 kilocalo, tức là khoảng 1800 kilocalo một ngày. Bởi vì họ thấy rằng là khi mà chúng ta nuôi một cái mức năng lượng cao ngay trong những ngày đầu, đặc biệt ở những nhân viên tụy cấp mức độ nặng, thì nó làm tăng tình trạng tử vong của các bệnh nhân, và đặc biệt là khi chúng ta nuôi ở ngưỡng do đó thì chúng ta sẽ tăng từ từ cho bệnh nhân, và mục tiêu về năng lượng sẽ đạt cho bệnh nhân sau khoảng 3 đến 5 ngày bệnh nhân nhập viện, thì chúng ta mới cần đủ nhu cầu dinh dưỡng cho bệnh nhân này. Tiếp theo về dưỡng tiêu hóa thì đầu tiên chúng ta sẽ ưu tiên dưỡng đường tiêu hóa, và những ngày đầu khi bắt đầu chúng ta sẽ nuôi với cái lượng thấp và cái lượng protein và lipid thấp thôi, nó sẽ tăng từ từ, và chú ý là mình sẽ theo dõi các cái vấn đề của bệnh nhân sau quá trình ăn lại. Đầu tiên là xem bệnh nhân có dung nạp được không, và chúng ta sẽ theo dõi khả năng dung nạp của bệnh nhân cũng như theo dõi cái chức năng về cái diễn tiến của bệnh nhân như thế nào. Chúng ta sẽ điều chỉnh từng ngày về dưỡng đường tiêu hóa và tĩnh mạch. Thế chúng ta chỉ định dưỡng đường tiêu hóa khi bệnh nhân gặp phải một số vấn đề sau. Thứ nhất là bệnh nhân bị thiếu máu ruột, hoặc thứ hai là tình trạng sốc chưa được kiểm soát, hoặc thứ ba là tình trạng mà cái áp lực ổ bụng của bệnh nhân tăng cao trên 20. Thế còn trường hợp mà tăng cao trên 15 thì chúng ta cũng thể dưỡng đường tiêu hóa. Thế còn nếu trường hợp bệnh nhân dưỡng đường tiêu hóa mà dung nạp tốt, dịch tồn dư mà dưới 250 thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục dưỡng đường tiêu hóa cho bệnh nhân, và chỉ định bệnh nhân này sẽ là ăn qua sông mũi dạ dày và cho ăn lượng nhỏ chia thành nhiều bữa nhỏ. Thế còn trong trường hợp bệnh nhân mà dinh dưỡng tiêu hóa mà dung nạp kém thì chúng ta sẽ xem xét, một là sử dụng thuốc tăng nhu động, và thứ hai là chúng ta sẽ dinh dưỡng dưới nguyên vị, tức là nuôi dưỡng qua sông mũi hỗng tràng hoặc là mũi tá tràng, nó sẽ đặt sâu xuống dưới môn vị. Và thứ ba là chúng ta sẽ ưu tiên công thức nuôi dưỡng là công thức peptide và MCT, tức là dùng các cái sản phẩm bán thủy phân hoặc thủy vân thì bệnh nhân sẽ dung nạp tốt hơn. Như hiện nay thị trường thì sẽ có các cái sản phẩm mà bán thủy phân cho bệnh nhân, ví dụ như là Betamen hoặc là Ensure Vital, thì chúng ta có thể sử dụng cho bệnh nhân các cái dung dịch này. Thế còn trong trường hợp nếu bệnh nhân vẫn sử dụng những đã sử dụng cái dung dịch peptide rồi, đã sử dụng các cái thuốc tăng nhu động rồi mà bệnh nhân vẫn có tình trạng tăng áp lực bụng cao trên 20 ml thủy ngân, hoặc là bệnh nhân có tình trạng giảm từ máu ruột, giảm hấp thu, chúng ta sẽ có dinh dưỡng tĩnh mạch bổ sung. Thế còn đối với trường hợp nuôi dưỡng tĩnh mạch thì chúng ta sẽ chú ý đầu tiên đó là việc xét nghiệm cái triglycerid, bởi vì hầu hết những bệnh nhân mà bắt đầu dưỡng tĩnh bệnh nhân viêm tụy cấp thì thường hay bị tăng triglycerid rất là cao. Thì trong trường hợp nếu như triglycerid mà trên 11,6 thì chúng ta sẽ có chống chỉ định truyền lipid qua đường tĩnh mạch. Do đó thì các anh chị cũng sẽ phải xét nghiệm và theo dõi triglycerid của bệnh nhân nếu chúng ta nuôi dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhân. Đặc biệt là nếu mà trên 11,6 thì sẽ dừng truyền luôn lipid của đường tĩnh mạch. Thế còn ngưỡng an toàn là dưới 4,4 thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng truyền thêm lipid của đường tĩnh mạch được. Còn ngưỡng từ 4 đến 12 thì chúng ta sẽ cân nhắc, nếu bệnh nhân này không thể dinh dưỡng tiêu hóa thì chúng ta mới cân nhắc bổ sung dinh dưỡng lipid qua đường tĩnh mạch và phải theo dõi sát cái triglycerid. Thế còn khi bệnh nhân đã cái ngưỡng kiểm soát như bệnh nhân này, mình thấy xét nghiệm các bạn là 3,8, tức là cũng có thể tương đối an toàn, thì chúng ta cũng có thể dưỡng tĩnh mạch với lipid được. Vậy đấy là chính là các cái phần mà khuyến cáo chính ạ. Cảm ơn thầy ạ. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của bác sĩ Dương Thị Phượng. Tôi thấy là phần lớn tất cả các thầy cô và các chuyên ngành ấy cũng đã trao đổi với anh em về cái ca bệnh này. Không biết là chỗ anh em ở chỗ bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn ấy có hỏi gì thêm không? Dạ, xin cảm ơn quý thầy và quý đồng nghiệp đã giúp bình án. Dạ thì bên phía em xin hỏi là bây giờ em có đọc tham khảo tài liệu thì cái cách dẫn lưu ổ áp xe ổ dịch đó thì mình dẫn lưu tối thiểu, thì em xin hỏi bên chuyên khoa ngoại mình dẫn lưu bằng phương pháp gì, cách dẫn lưu như thế nào? Cái ổ tụ dịch và áp xe. Vâng, xin mời thầy Long.
dẫn lưu ở Thái Bình rồi. Dạ, với những trường hợp mà chúng ta cần phải dẫn lưu ổ áp xe thì thứ nhất là về mặt chỉ định chúng ta cần phải thấy rằng các cái ổ dịch này nó phải kích thước từ khoảng 3 cm trở lên. Đấy, thì chúng ta mới nên đặt dẫn lưu. Còn nếu mà dưới 3 cm thì chúng ta không nên đặt dẫn lưu, chúng ta điều trị có thể nó sẽ nhỏ đi. Như trường hợp này thì chúng ta không biết là các bạn thì cũng không đặt dẫn lưu đúng không ạ? Mà cái ổ dịch... trường hợp này thì trường hợp này không đặt dẫn lưu bác. Còn lần thứ đầu tiên thì có chọc hút cái ổ dịch nhưng mà cũng ra ít dịch hồng nhạt, dùng cho làm kháng sinh đồ thì vẫn không ra vi khuẩn được. Rồi. Như vậy thì như ví dụ như trường hợp này cái ổ dịch cũng rất lớn mà chúng ta không đặt dẫn lưu mà nó vẫn có thể là nhỏ lại chỉ còn 1,5 cm. Do vậy những trường hợp mà hầu hết những trường hợp ấy, thì người ta thấy rằng là từ 3 cm trở lên chúng ta mới nên đặt dẫn lưu. Thứ hai là đặt dẫn lưu thì phải lựa chọn cái đường vào nào nó thuận lợi nhất, ngắn nhất, không đi qua các cái cấu trúc mạch máu tặng rỗng và các nói chung là chúng ta tránh tất cả những cái nguy cơ có thể xuyên qua những cái cấu trúc giải phẫu mà có thể gây nên tai biến. Chúng ta đặt cái dẫn lưu làm sao nó ở cái vùng thấp nhất và cái sông dẫn lưu, cái đầu sông dẫn lưu nó thuận lợi để ra được dịch nhiều nhất. Cái kích thước của sông dẫn lưu theo tôi thì với những trường hợp mà viêm tụy hoại tử ấy, thì chúng ta nên lấy cái cỡ quãng độ tầm 12F trở lên. Lý do là chỉ có 12F trở lên thì mới có thể hút được các cái dịch hoại tử, bên cạnh là hút được các cái dịch mổ. Với các cái sông dẫn lưu nhỏ hơn thì nó rất hay tắc. Khi đặt dẫn lưu rồi thì các bạn cũng nên hút một cách tối đa cái dịch ở trong cái hút tối đa cái dịch ở trong cái ổ đó, chứ chúng ta không nên là để cho nó tự chảy một cách tự nhiên. Thì trước đây tôi hay để cho dịch chảy ra một cách tự nhiên nhưng mà sau đấy tôi thấy rằng là khi mình đặt xong dẫn lưu vào ổ dịch mình hút một cách tối đa thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả nhanh hơn. Sau khi đặt xong thì chúng ta cũng phải theo dõi thật kỹ để tránh một số cái có thể xảy ra, ví dụ như là tắc sông dẫn lưu, gập sông dẫn lưu hoặc là tụt sông dẫn lưu. Trong một số trường hợp nếu như mà cái dịch nó không ra được hết thì chúng ta nên xem xét là chỉnh lại cái đầu sông dẫn lưu làm sao nó vào cái đúng cái chỗ mà có thể cái lượng dịch nó thoát ra tốt nhất. Tất cả quá trình đấy thì mình thực hiện dưới siêu âm. Một số trường hợp khó thì mình có thể làm dưới các lớp vi tính nhưng mà rất là hãn hữu. Xin hết. Xin cảm ơn bác sĩ Bình. Phó sư Long có bổ sung gì? Báo cáo thầy này, trước hết là chúc mừng anh em một cái điều trị một ca rất nặng là đã thành công. Với viêm tụy hoại tử thì chúng ta biết tỷ lệ tử vong là 40-60%. Ở bệnh nhân này thì chúng ta mấy cái điểm phải lưu ý. Một là siêu CT lần 1 ngày 28 tháng 6 là kích thước cái ổ dịch tụ là 20x8x5cm là rất to. Lần thứ hai khi vào viện là 8,2x3,9x4,2cm và lần thứ ba là 1,6x1,7cm. Và lúc nãy cái thông tin hết sức quan trọng là lần một chúng ta đã chọc hút dịch và cấy không có vi khuẩn. Đấy là nó giải thích tại sao là bệnh nhân này lại tiến triển tốt. Bởi vì nếu mà viêm tụy hoại tử mà lại bội nhiễm thì thường là chết. Hơn 80% là chết. Và cái này nó có liên quan đến chỉ định của dẫn lưu. Lúc nãy thì mình đã nói khá chi tiết thì tôi chỉ nói nhấn mạnh thêm một chút về các chỉ định thôi. Một là khi trên lâm sàng nghi ngờ có viêm tụy hoại tử thì ta có dẫn lưu với cái kích thước như thầy Bình vừa nói. Và qua chọc hút dẫn lưu thì người ta sẽ lấy vi khuẩn dịch để thử vi khuẩn. Thứ hai là nếu sau 4 tuần